Xin chào các bạn đến với kênh xe đạp, kênh review đánh giá những chiếc xe đạp chính hãng nhập khẩu. Video hôm nay em giới thiệu các bác mẫu xe đạp địa hình Mosso 610EX, một dòng xe đạp địa hình leo núi được sử dụng bộ giảm xóc hơi, bộ chuyển động là Alivio, bánh 26 inch bi vòng cuối lỗ, toàn bộ khung là khung nhôm, được sử dụng là nhôm 7005. Đấy, một cái loại nhôm siêu nhẹ và cực kỳ là bền. Và dòng nhôm ngon nhất trong dòng xe đạp thể thao rồi. Công nghệ nhôm 7005. Không tính đến những cái hãng sản xuất không chính hãng riêng thì cái dòng nhôm này nó sản xuất từ rất nhiều xe. Và nó là dòng nhôm ngon nhất. Siêu nhẹ và cực kỳ là bền. Model 601EX. Thương hiệu Mosso, cũng rất là quen thuộc với các bác chơi xe rồi. Toàn bộ khung như các bác thấy trên hình sơn nguyên bản còn rất là đẹp. Các bác nhìn trên hình đánh giá rất là ít vết xước, hầu như là không có vết xước nhỏ đáng kể trên khung. Cũng xe bãi và đã qua sử dụng. Giữ cái độ mới này nó cũng tương đối là tốt này. Sử dụng bộ chuyển động Shimano Alivio. Với ở đây là 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9 tầng líp. 9 tầng líp và 3 tầng đĩa cho 27 tốc độ khác nhau. Bộ vành bánh là 26 inch. Mayer Lovatec đi vòng cuối lỗ. Vành Mavic. Vành Mavic thương hiệu Pháp. Trên ghi đông thì xe được sử dụng bộ tay bấm Alivio với 9 speed và bên này 3 tương ứng là 9 lít và 3 đĩa cho 27 tốc độ khác nhau. Sử dụng thêm cả bộ phanh dầu của Shimano nữa. Và bộ giảm xóc hơi đến từ SR Suntour Bicon. Xóc hơi với mức giá đang bán tại hàng là 8,5 triệu. Đó, mức giá rất là rẻ cho một chiếc xe có cái option rất là ngon trong cái tầm giá. Xóc hơi rồi bánh cuối nổ Mayer mà. Vành Mavic rồi đồ Shimano Alivio. Rất là ngon. Tổng thể xe cũng cực kỳ đẹp. Rất là thuần leo núi các bác nhìn trên hình. Bây giờ em sẽ vào đo size của chiếc xe và test chuyển động để cho các bác xem. Có nhiều bác hay hỏi em về giá bán của những chiếc xe mà em đưa lên kênh thì các bác ấn vào mũi tên trỏ xuống ở đây. Đó, thì giá bán của chiếc xe em sẽ đề ngay phần tiêu đề của video. Còn ngoài ra thì những chiếc xe mà ở phần giá em để chữ xôn như này, tức là xe đã bán. Còn ngoài ra thì các bác ấn đăng ký kênh, ấn nút chuông chọn tất cả để nhận được những cái thông báo về những cái thông báo mà những chiếc xe bọn em đưa lên thì nó sẽ thông báo về điện thoại của các bác. Và mời các bác tiếp tục xem video. Size từ tâm trục đạp đến khóa yên, khóa cọc yên là 38 mm. Từ khóa yên tới tâm cổ phốt là 54 cm. Thì chiếc xe có cái gióng đứng nó thấp nhưng mà cái gióng ngang nó khá là trường. Khá là trường xe nên là sẽ phù hợp cho bác đi từ khoảng 1m5860 đến khoảng 1m70 thì phù hợp. Chuyển động 9 tầng lít 3 đĩa đồ full Livio. Rất là mượt mà các bác nhìn hình nên xuống rất là nhẹ nhàng. Thì là chiếc xe đang được bán với em mức giá chỉ có là 8,5 triệu bao ship toàn quốc cho tất cả các bác chuyển hết tiền và bảo hành 1 năm cho các bác mua xe. Các bác quan tâm đến chiếc xe thì liên hệ số Zalo trên màn hình 0975709943. Ngoài ra thì các bác ấn đăng ký kênh ở góc phải màn hình cộng với cả nút chuông để nhận được những thông báo mới nhất về những chiếc xe khác bọn em đưa lên kênh. Cảm ơn các bác đã xem hết video, hẹn gặp lại các bác trong video lần sau.